ra một cái tỷ lệ phần trăm của một doanh thu một công ty chẳng hạn. Thế đầu tiên chúng ta đây là một cái bảng thiết kế. Chúng ta học bài hôm nay để kỹ năng và chúng ta làm được nhiều cái bảng khác, mỗi bảng một cái kiểu khác nhau do các em sáng tạo thông minh. Đấy. Vì các em biết á, khi ra trường chưa chắc các em đã làm đúng nghề đâu, mà biết đâu các em lại làm nghề lại phải cần cái thiết kế này, đúng không? Nhiều lúc rất là buồn cười nhá, thầy lấy ví dụ là em ruột thầy ngày xưa cũng học ở trường này này, học khoa quản lý nhân lực. Thế xong rồi ra thế nào, bây giờ cậu lại đi làm là gì, làm trong hãng sơn xe ô tô, làm quản lý, tức là về làm một cái tổ trưởng về kỹ thuật, nhưng mà lại làm lại học về màu sắc. Thế là bây giờ toàn đi dạy màu sắc thôi, để sơn làm sao cho cái xe nó đúng với xe gốc. Những cái người mượn xe đi va chạm ấy, họ hay trở về gara xong rồi cậu làm như thế đấy. Nhưng mà lương một tháng cũng được 25 triệu một tháng, mà không phải là đi bảo là đấy, làm suốt đến năm, mà cũng không phải bảo là đi vào xã phường hay là huyện các thứ làm quản lý nhân lực đâu. Thế cho nên để nói là học, chúng ta học ứng dụng, nhưng khi ra làm nó lại là cái duyên của chúng ta. Cái lớp hiểu ý thầy không? Đấy, có bạn thì lại làm trái nghề. Thế mà chúng ta học được cái này để chúng ta áp dụng vào trong việc cuộc sống sau này, các em lại lên đỉnh cao. Chẳng hạn như bây giờ trình bày một cái bài phát biểu hay là một cái sự kiện gì đó ở tỉnh huyện chẳng hạn, khi các em về làm, thế xong rồi kỹ thuật viên nó không biết làm, một cái lơ ngớ, các em bảo là để chị đúng không, để chị ra tay cho, thế là làm đẹp ra, về sau người ta cứ nhờ các em thôi. Xong rồi tiền công người ta trả cho các em, cứ mỗi bản thiết kế người ta trả 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu. Thế là lại có tiền tiêu, xong có tiền lấy chồng đúng không? Ví dụ rồi nha, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài như này. Bài ý tưởng của thầy như sau. Thầy vẽ hình tròn. Đây, thầy vẽ hình tròn ấy. Đúng rồi, tròn. Giữ ship cho tròn nhé. Rồi. Sau đó chúng ta nhấp cho thầy format. Thầy chọn phim là bằng 0, outline thì dày lên. Outline thì cho dày lên. Đó, các bạn nhìn thấy nhé. Thầy cho dày lên. Thầy cho cái này thấp xuống một tí. Bây giờ cái này thầy nhân làm đôi. Ctrl D nhân làm đôi. Được không các em? Nhá. Nhân làm đôi. Cái này và cái này bây giờ chúng ta gióng hàng. Format chọn Align, chọn Left, à không, chọn Center, Center, chọn Top. Rồi cái này, màu này thầy cho một cái màu viền khác, một cái viền màu đen. Rồi còn cái này bây giờ thầy chọn một hình chữ nhật, thầy cắt cắt đến một nửa của nó. Đây, cắt một nửa nhá. Chọn cái này, bây giờ chúng ta mới vào format, chọn ở đây, thì cắt này. Đó, thì xem cắt này. Đó, đẩy hai cái này ra ngoài. Bây giờ đặt nó lên chốc, nó không cắt được thì ta lại cho cái này lên chốc, lên đằng trên. Đó, các em thử giống như là cái vừa xong nhá.
cái hình này thì cho no fill. Để cắt cái này nó hơi khó, ta chọn hình khác đi, cứ để hình tròn này cũng được. Thì chọn hình tròn đây, tròn đây nhé, tròn đây thì bằng hình tròn là hình nhẫn ấy, hình chiếc nhẫn mới được. Đấy, quýt. Xóa anh này đi. Thầy xin lỗi ở lớp nhá, thầy chọn hình hình này. Chọn hình này. Để lát nữa cắt nó mới được. Rồi. Bước tiếp theo bây giờ thầy nhân làm đôi. Hai cái này format. Thầy chọn top. Cái này bây giờ ta mở một cái thầy đổi màu. Màu vàng. Rồi, cái này cũng không viền rồi. Bây giờ thầy cắt cái này. Format. Ok. Đó. Nói nhiều cái hình này mới cắt được. Sau đó thì chúng ta vào rotate, chúng ta lật nó xuống. Lật xuống. Các em đặt vào đây. Đặt khớp vào đây nhá. Hai cái này chúng ta lại chọn align, chọn bottom cho nó sát nút. Rồi bây giờ ta copy ra đây. Thêm một màu, thêm một hình nữa thầy lại copy, giữ shift và control để copy ra đây. Shift control copy ra đây. Bốn cái cũng được, ba cái cũng được. Đấy, tùy các em. Miễn là chúng ta làm cho nó đẹp. Rồi. Bây giờ cái hình này, màu này thì thầy cho nó với màu xanh. Hình này thầy cho nó với một màu khác, màu xanh lá cây. Đấy. Thế bây giờ thầy lợi dụng cái tâm của đường tròn thì quay. Lợi dụng tâm nhá. Thằng này thầy quay. Thầy chọn animation. Sau đó thầy chọn spinner. Đây đây thầy chọn add animation, thầy chọn spinner. Rồi. Nó quay kiểu này thì tâm của nó, chúng ta xem tâm của nó. Rồi đây. Tâm của nó. Rồi. Thế thì chọn cái màu dưới này là không màu nhá. Chọn dưới này không màu đã. Các em nhớ là thôi bây giờ ta nhân làm đôi cái ba hai cái này thầy tạm gác nó đi. Thầy bây giờ phải nghĩ cách này. Lấy cái này cho với màu không màu. No fill. Chọn này thì nó mới quay quanh tâm được. Đấy. Cần chôn G lại nhá. Hai cái này rồi, bây giờ nhân nó ra này. Rồi, bây giờ thầy tách nó ra để thầy lấy cái nền đã. Ungroup. Xóa này đi. Cho một cái này là không mở, thầy tách ra. Không, không. Rồi cho
cho một cái này là không màu. Rồi, chọn tất cả. Đấy, bây giờ thì mình nhóm nào. Còn giờ còn cái này, bây giờ tách cái này sang đây. Đấy, bây giờ nó ra đây. Được. Bottom. Rồi. Nhân tiếp ra. Cái này thì chúng ta lại phá nhóm ra để đăng nhóm mà phá ra để thay màu. Cái này thì cho màu xanh, cái này thấy cho một màu cái này thì phải phá nhóm đã. Các em nhớ là khi thầy nhóm vào này thầy di chuyển cùng, bây giờ thì phải phá nhóm ra để cho chúng nó không lẫn vào nhau được. Đấy. Bây giờ cho cái này quay. Này quay nhá, bây giờ các em nhìn thấy này, chết rồi, thầy chọn animation, thầy cho quay, thầy vừa gắn với một cái nữa mà nó lại hình như làm đôi. Quay được rồi. Animation. Đấy, quay thế nó mới quay được, đúng không các em? Còn lúc nãy nó quay lộn xộn. Rồi bây giờ thầy mới quay như này nhá. Thầy add animation rồi. Bây giờ thầy mới chọn nó là quay ngược chiều kim đồng hồ. Thầy chọn quay là 120 độ. 135 độ đi. Enter. Đó. Quay một cái nhá. Tương tự làm cho những cái kia cũng vậy. Tương tự làm cho những cái này cũng màu ra như vậy, cũng quay như thế. Thì các em cũng chọn hai cái này là nhóm vào một cái. Cái màu xám nhá. Cho xuống dưới, hai cái này lên trên, hai cái này thì nhóm vào với nhau. Đấy, xong đưa cái màu xám này xuống. Đấy. Đưa nó có đường line nó hướng dẫn cho mình đấy. Đưa lên trên cái này thì nhóm vào. Đây. Cần chung cơ thì nhóm vào để cho xuống. Chết rồi, không nhóm. Bottom, align center, dính vào nhau này. Send to
Đó, xong cái này các em cũng làm cho thầy add animation vào. Đó, ta quay bao nhiêu độ thì ta quay nhé. Ví dụ ở đây thầy muốn quay là một trăm sáu mươi độ, một trăm sáu mươi độ. Đó. Cái thứ ba cũng vậy. Cái thứ ba, đây cái thứ ba này thì nhân đôi cái màu này ra riêng, hai cái này nhóm vào. Đó. Vì cái màu này là màu đồng màu ở cái nền dưới, chúng ta để nguyên thế. Cho cái này sen tô Wing to fan ra, đặt lên chốc nó. Đó. Đặt lên chốc rồi thì bây giờ ta mới xoay được. Ta chọn add animation, chọn spin. Rồi bây giờ thầy lại đặt cho nó một cái độ quay, cho cái này là 190 độ, 170 độ. Đó. Rồi bây giờ các em nhìn thấy là nó đã quay như thế đúng không? Bây giờ này ta sẽ làm thủ thuật, ta chèn một cái hình chữ nhật màu trắng chèn dọc như này ngang sang đây. Đấy, nhưng mà màu là màu trắng nha, màu phim ở đây là màu trắng để nó là ẩn đi rồi, hay là màu đấy, không đường viền. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy đây. Rồi bây giờ nhá, các bạn nhìn thấy này, nếu mà thầy ấn F5 một cái quay nhiều quá đúng không, cái giữa quay nhiều. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó thứ tự. Cái này sau cái này thì bây giờ chúng ta chọn cái này sau cái trên, tiếp tục cái này, tiếp tục phải sau cái trên nữa. Cái này xem bao nhiêu độ, ta chỉnh lại cái giữa 360 độ. Ai già rồi, cái này thầy cho là 160 độ thôi, à 150 độ. Đấy. Rồi thì nó quay, nó mà nở đến đây nó dừng. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên trên nhé. Một cái này nghĩa là mình muốn cái độ tăng trưởng của đồ đấy. Một cái là chúng ta sẽ đặt phần trăm vào giữa. Xong rồi bây giờ chúng ta sẽ cho văn bản vào, cho văn bản vào, các em chọn cho thầy checkbox vào đây, hay là chúng ta đánh một cái đây, chúng ta đây là 70% dân số tăng trưởng chẳng hạn. Đấy. Em cho chữ to ra. Xong lại chọn cái này. Xong bên đây. Chọn cái này tiếp sang đây. Chúng ta cho chỗ này là 90% chẳng hạn. Chỗ này các em cho là 80. Đó. Chỗ này các em cho 60 chẳng hạn. Đúng không? Đấy. Xong bây giờ nhá, sau khi xong những cái văn bản này vào rồi, các em đánh tiếp dòng văn bản ở dưới này nó hiện ra tiếp. Thì bây giờ thầy sẽ dạy các em là văn bản nó cũng phải đi theo cái đây. Bây giờ nở cái đầu tiên, chúng ta lại vào animation, chúng ta chọn đây thì chọn B nhé, cho nó đậm lên này, B đậm lên này, B đậm lên này. Ở dưới các em có nhìn thấy chữ không, có nhìn thấy không? Rồi và cái này nhá,
Bây giờ chúng ta cứ cho sự kiện vào đây, cho những cái ấy vào. Rồi 80 bay đi 90. 90. Đó. Thế bây giờ chúng ta thấy là trên bảng này có từng cái checkbox này, với cái này thì phải sau cái một đúng không? Đưa lên sau cái một. Đó. Cái hai, cái này ở sau cái hai, đưa lên sau cái hai. Cái này là cái cuối cùng. Bây giờ mình mới lại đẩy chúng nó cùng nhau. Cái đây. Các em thấy rất là dễ đúng không? Đây. Cái này chúng ta on cho đây vào đây. Cái này lại đưa sau cái trên. Rồi đến lượt cái này. Đấy. Cái cuối. Đưa sau cái trên. Đấy. Thế là các em đã hiểu rồi. Cái này cho tăng lên một tí. Được chưa? Đã, cả lớp hiểu chưa? Đó. Bây giờ chúng ta mới ấn F5. Đấy, chúng ta ví dụ như thế. Hiểu chưa các em? Sau nhá. Đấy là thầy làm ví dụ như thế. Còn xong trong trình bày thì các em làm đẹp hơn thầy, để cho nó ấn tượng với người xem. Đấy là qua 3 bài, một bài ngang, hai bài xoay. Bài xoay vòng tròn thì mình phải khôn khéo là mình phải làm một cái hình tròn nữa không màu để đỡ lại cái một nửa hình tròn, nó mới quay theo hình tròn kia. Còn nếu không, nó không quay được cái hình một miếng, tức là cả vòng tròn thì quay nhưng mà một miếng thì không quay. Ta phải gắn nó vào với một vòng tròn. Đấy, cái khôn của chúng ta là như vậy. Thế là thầy vừa dạy xong 3 bài kỹ